Kính thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi đưa cho quý vị và các bạn một cái tin nóng hổi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì dự luật an ninh mạng đã được biểu quyết, và cái tỷ lệ mà tán thành là 86%. Đúng ra là tôi cũng không đưa chương trình những cái hiểu biết về an ninh mạng đến cho quý vị và các bạn. Tuy nhiên thì thể theo yêu cầu, và tôi thấy rằng cái điều này nó cũng thật chính đáng đối với một số anh em làm cái YouTuber. Và tôi nghĩ rằng cái thông điệp này rất là quan trọng để cho các anh chị, các bạn, những người có những cái chiến lược về lâu về dài phải cân nhắc những cái quy định của pháp luật để mà sau này có những cái lộ trình làm việc hay như thế nào đó cho nó phù hợp những cái quy định của pháp luật Việt Nam. Trở lại vấn đề tin nóng hôm nay thì theo tin tức .net, express.net thì hôm nay là ngày 12 tháng 6 thì luật an ninh mạng đã được Quốc hội thông qua với cái thành phần là 466 vị đại biểu Quốc hội tham gia, thì chiếm 95%. Tuy nhiên rằng là cái tỷ lệ mà bấm nút thông qua là 86% với 423 vị. Thưa quý vị và các bạn, để trở lại vấn đề thế nào là quy định của luật được thông qua, thì theo quy định của luật Việt Nam mà chúng ta trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, chúng ta nôm na hiểu như thế này: nếu trong trường hợp một cái văn bản dưới luật thì chỉ cần yêu cầu là quá bán, tức là quá trên 50%, tuy nhiên những cái dự án luật thì buộc lòng phải là 3/4. Như vậy, nếu trong trường hợp cái quy định của pháp luật dự luật an ninh mạng là 75% thì chúng ta có quyền gọi là biểu quyết cái dự luật an ninh mạng. Là còn bây giờ hiện tại là theo cái tỷ lệ tính toán của Quốc hội đó, là hiện tại mình biết là 86%. Như vậy luật an ninh mạng sẽ có hiệu lực. Và thưa quý vị và các bạn, thì tôi cũng vừa mới update thông tin trong vòng vài giây thôi, thì luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thì một số anh chị em chuẩn bị làm một cái số ngành nghề gì đó, hoặc là một số cái công ty có cái trụ sở ở Việt Nam, họ sẽ chuẩn bị, họ dự liệu những cái điều nếu họ quyết định có ở Việt Nam, có đặt cái trụ sở ở Việt Nam, thì còn không thì họ sẽ di chuyển và họ sẽ không được sử dụng trên cái phương tiện Facebook hay YouTube gì đó ở Việt Nam. Hôm nay thì tôi đưa một cái vấn đề cơ bản để quý vị và các bạn hiểu biết về cái dự luật an ninh mạng, và đồng thời cũng nói sơ khởi cho quý vị và các bạn về cái luật an ninh mạng thôi. Chắc chắn trong những cái video tới thì tôi sẽ nói nhiều hơn nữa về những cái điều quy định của pháp luật, và đặc biệt mà hiện tại một số anh chị em YouTube đang quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, như tôi đã trình bày đó là tỷ lệ là 466 vị đại biểu Quốc hội tham dự, tuy nhiên là có 86%, tương ứng với 423 vị đã bấm nút thông qua cái dự luật an ninh mạng, còn lại 15 vị là không tán thành, tức là bỏ, không có tán thành, chiếm một cái tỷ lệ là 3%, và cái tỷ lệ là 28 đại biểu là không biểu quyết, chiếm khoảng 5%. Thưa quý vị và các bạn, một cái
luật trước khi đưa ra để mà có hiệu lực pháp luật thì có một cái thời gian dài đã có những cái ý kiến phản hồi để cho đưa ra để gọi là tham khảo ý kiến của cộng đồng. Và tôi cũng nhớ rằng trước đây cái luật hình sự năm 2015 cũng chuẩn bị có hiệu lực thì phát hiện và điều chỉnh sai sót kịp thời, thì cũng có những cái quy định của pháp luật nó không phù hợp với thực tiễn và có những cái điều mà gọi là những cái lỗ hổng lớn ở cái quy định của luật, và Quốc hội sau đó quyết định lùi lại cái ngày có hiệu lực. Ví dụ như cái luật hình sự thì đúng ra là sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2015, tuy nhiên là lùi lại cái ngày có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018, vừa mới có hiệu lực quý vị và các bạn. Thì trong cái luật an ninh mạng này thì có tổng cộng là 43 điều với 7 chương. Trong đó tôi cho rằng là với tư cách là luật sư, một cái sự am hiểu pháp luật tương đối về một cái lĩnh vực để mà mong muốn quý vị và các bạn có thể hiểu thêm những cái quy định của pháp luật để mình có kế hoạch chuẩn bị cho những cái phương án trên cái làm việc của mình trong cái tương lai. Thì luật an ninh mạng nói gì? Luật an ninh mạng được định nghĩa là sự đảm bảo hoạt động không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, ở cái tầm vĩ mô thì chúng ta sẽ được hiểu an ninh mạng là sự đảm bảo trên không gian mạng và không gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, để mà đi vào cái nội dung chi tiết thì tôi sẽ có những cái quy định của pháp luật về an ninh mạng và phân tích với góc nhìn của tôi, một cá nhân, một cái luật sư, cho quý vị và các bạn, tặng dành cho một số anh chị em YouTuber. Còn ở đây chúng ta sẽ nói sơ về những cái quy định của an ninh mạng để cho quý vị và các bạn hiểu nhé. Thì nếu như trong trường hợp một người nào đó có một hành vi mà nói xấu thì buộc theo cái yêu cầu thì chúng ta buộc phải gỡ bỏ xuống trong một cái thời hạn quy định. Và nếu như trong trường hợp có một cái nếu như Facebook, nếu như YouTube mà sử dụng ở trên cái phạm vi lãnh thổ Việt Nam thì bắt buộc anh phải đặt cái máy chủ tại Việt Nam. Và điều này thì thực sự ra là trước đây chưa có, mà không biết các công ty mạng truyền thông như là Facebook, như là YouTube họ có đồng ý với cái phương án là, tại vì người ta bảo là nhập gia thì tùy tục, các công ty, các phương tiện, các công ty truyền thông, nếu anh muốn đặt cái quy định ở Việt Nam thì anh phải có cái máy chủ ở Việt Nam. Và nếu cần thì chúng tôi sẽ cung cấp, YouTube buộc phải cung cấp những cái thông tin về bí mật thông tin cho Bộ Công an, cho các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam để, và cái điều đó thì nói cái tầm chiến lược thì mình cảm thấy rất là cao siêu. Tầm vĩ mô thì thôi, bây giờ như thế này, tôi sẽ trong từng những cái quy định, những cái điều luật, tại vì ở cái luật an ninh mạng thì nó chỉ có 43 điều thôi, thì chắc chắn rằng tôi sẽ
update những cái thông tin cho quý vị và các bạn liên quan đến những cái các bạn trẻ đang khởi nghiệp, startup, các bạn trẻ đang chuẩn bị làm YouTube, mà trong đó có tôi cũng muốn đẩy nhận cái chương trình Nhân Ta Phải Biết Luật Ta cho một số kiều bào đang sinh sống và làm việc, những cái kiến thức liên quan đến những cái quy định của pháp luật Việt Nam, để những một số kiều bào, một số anh chị em hiểu những cái kiến thức này để mà áp dụng trong những trường hợp, những cái tình huống pháp luật mà không biết hỏi ai. Thưa quý vị và các bạn, như vậy tóm lại là ngày hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2018, luật an ninh mạng đã được Quốc hội thông qua với 43 điều, trong đó nó có những cái quy định pháp luật, có những cái chế tài và ảnh hưởng đến một số cá nhân tổ chức đang hoạt động liên quan đến cái an ninh mạng. Tôi trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta với mục đích là mang cái thông điệp này đến cho mọi người. Tôi cũng không có thuộc một cái tổ chức chính trị hay tôn giáo hay bất kỳ một cái áp lực nào, nhưng tôi mong muốn phục vụ cái đối tượng chính là anh chị em YouTuber, để các anh chị em được hiểu, có những cái định hướng lâu dài trong cái việc chiến lược startup khởi nghiệp của mình. Và như vậy thì cái luật an ninh mạng sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Và không biết rằng tới cái thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2019 thì luật an ninh mạng này có bị lùi lại vì những cái phản ứng, những cái kiến nghị sơ sót của người làm luật hay không. Tuy nhiên trong cái phạm vi, trong cái kiến thức hạn hẹp của một luật sư, trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi trao gửi cho quý vị và các bạn một cái thông điệp gần nhất để quý vị và các bạn hiểu thêm về những cái quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái tin nóng để mà các anh chị em YouTuber cập nhật update một cách sớm nhất. Và cái video kế tiếp thì tôi sẽ nói về việc luật an ninh mạng có ảnh hưởng đến YouTuber hay không. Kính mong quý vị và các bạn đón xem nhé.